ảnh mặc quần cục mà ảnh mặc áo thùng á, ảnh đi ra ảnh rước con mà con thấy con ấn tượng chứ, nhìn trên hình Zalo chứ ngoài con vỡ mộng đầy con. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào hai bạn trẻ. Chào hai em. Này. Trời, giống nàng tiên cá quá. Mời hai đứa giới thiệu về mình. Dạ, trước khi giới thiệu thì con xin chào cô Hồng Giang, chào anh Quốc Thuận. Dạ, con tên là Dương Thị Tuyết Nhi, sinh năm 1998. Hiện tại là con ở Sài Gòn, con làm việc ở Sài Gòn. Như làm gì con? Dạ, con bán hàng ở shop rồi. À, bán hàng sao? Bán hàng gì? Dạ, bán hàng thời trang cho chồng con. À, bán hàng thời trang cho chồng con. Có nghĩa là chồng con chủ shop. Cấp trên con. Làm cấp trên của con đúng không? Rồi ông chủ shop giới thiệu gì ông chủ shop? Dạ, chào anh Quốc Thần. Chào cô Hồng Vân. Chào khán giả chương trình. Con tên là Phú. Con sinh năm 1993. Phú. Ở xã Lộc An, huyện Đức Đỏ, Bà Rịa Vũng Tàu. Hiện đang làm việc trên thành phố Hồ Chí Minh. Rồi bây giờ nè, hai đứa. Lần đầu tiên hai đứa chạm mặt nhau là ở đâu? Và ấn tượng đầu tiên của hai đứa về nhau như thế nào? À, Nhi có là cô làm thiết kế ở trong cửa hàng luôn. Có cô làm thiết kế thì cô cứ suốt ngày nói tao có cháu gái đẹp lắm, dễ thương lắm, cứ nói này nọ nọ. Nhưng mà lúc đó thì con cũng đang có bạn gái rồi nên cũng không có quan tâm lắm, bỏ qua hết. Bỏ qua. Thời gian sau thì hai đứa có lục đục gì đó rồi bắt đầu chia tay. Thì cô lại nói nữa. Đó là shop đang có ý định là đang tuyển nhân viên vào làm. Thì bắt đầu là xin số Zalo của bạn rồi nhắn tin. Mới đầu chỉ là nghĩ tới công việc, nhưng mà cái bắt đầu thấy ảnh rồi thấy xinh quá, dễ thương quá thì chắc cũng ra làm quen coi như thế nào. Nhắn tin qua cái kiểu rồi gọi suốt ngày nói em có rảnh không thì ra uống cà phê nói chuyện. Thì không bao giờ đi hết. Khi mà giới thiệu là con chỉ có nói chuyện qua điện thoại với bạn này thôi. Dạ, rồi có thể là nói bằng FaceTime hay là Zalo. Nói Zalo nhắn tin thôi nhắn, cô nhắn. Tức là ảnh đã thấy mặt trên hình Zalo rồi. Còn con là con cũng thấy mặt trên Zalo rồi. Mà con không phải tìm trên Zalo không đâu, con phải tìm Facebook nữa. Tức là con phải tra xác hết từng người. Coi ông này như sao. Đủ dạ, con mà con chưa có đồng ý đúng không? Đúng rồi. Lên giá lên đó cô. Còn biết sao vô Zalo thì vô Facebook thì coi trang Facebook cá nhân của con thôi, mà tìm tới chị nè, mẹ nè, anh nè, bạn bè mà. Như ai vậy thì coi. Anh đoán là có thể là bà cô bà gì gì đó cũng đã ngỏ lời trước giới thiệu về người đàn ông này biết. Dạ đúng rồi. Sau bao lâu thì hai đứa gặp nhau trực tiếp ở ngoài đời? Bao lâu anh nhỉ? Năm ngày nhắn tin 5 ngày là dạ. Thôi mà nó tưởng 5-6 tháng, 5-6 năm. Em tưởng 5 năm không ngày thôi, nó lâu thiệt là lâu. Lâu thiệt là lâu mới gặp là. Tại vì đấy ngày nào cũng nhắn tin hết á. Cái bắt đầu 5 ngày sau cũng tình cờ thôi, là con có công việc ra ngoài, đang đi chạy ra ngoài đường. Cái cô này cái nhắn tin qua là ba mẹ có dưới quê có gửi đồ lên thì nhờ chở ra bến xe. Thì mình đang sẵn trên ngoài đường cái chạy qua luôn. Rồi khi gặp mặt ở ngoài đời thì như thế nào nè? Dạ trong hình á thì dễ thương lắm. Ra ngoài thì ăn mặc rất là cá tính, sexy. Nhìn hút lắm, mình thấy gái mà mình mê liền. Rồi ngược lại còn em thì sao? Dạ con không quan tâm gì hết. Sao vậy? Tại vì lúc bữa đó là ảnh mặc quần cục mà ảnh mặc áo thùng á, ảnh đi ra ảnh rước con mà con thấy con ấn tượng chứ, nhìn trên hình Zalo chứ ngoài con vỡ mộng luôn. Mà bữa đó con giỏi lắm cô, bữa đó là con make up làm tóc làm tai đồ đậm đồ kia, rồi con mặc áo cúp ngực nữa, rồi con mặc quần gợn hở gốn nữa. Có thấy được ngay ngày đầu tiên là con kèo trên trước đã. Dạ rồi. Dạ rồi sao nữa mà chở đi đâu nè? Chở qua bến xe rồi nói chuyện là thấy cô này nói chuyện cũng gọi là thân thiện, thì mới đầu gặp thì cũng sôi nổi nữa. Dạ đó. Có cuốn hút, có cảm giác, rồi bắt đầu về nhà mới là lên kế hoạch cua. Rồi dạ. Sau đó kế hoạch như là bao lâu thì mới cua dính cô gái này? Dạ cũng nhanh lắm à, còn đánh nhanh rút gọn chắc cũng cỡ tầng à. Trời ơi, bảy ngày thôi đó chị. Trời đó. Ơi thiệt, có nghĩa là vỏn vẹn từ lúc biết cho đến cua dính là có 12 ngày. Dạ quá trời giỏi. Không phải là đơn thuần là 12 ngày đâu cô, mà tại vì á là lúc đó là con đang độc thân, tại vì con lên Sài Gòn là con độc thân lâu quá rồi, mấy năm lận. Cái rồi ổng thấy ổng nhắn tin cũng hỏi thăm mình cái kiểu, nên nói thôi kệ quen đại đi, quen chơi thôi. Con không cần điện hộ bởi vì vợ chồng con là ông Tơ Ba Nguyên, ông đã nghĩa là dệt rồi cho nên con không có lọt khỏi nha, đúng không? Trong 7 ngày đó là có tấn công dồn dập mà. Dạ ngày nào cũng
nhắn tin hỏi thăm. Ngoài nhắn tin hỏi thăm ra còn có đi chơi chung không? Dạ, đi chơi riêng không? Ngày nào cũng đi hết. Có đi khuya không? Mới đầu á thì đi về đúng giờ lắm. Nhưng mà lúc sau cái bắt đầu mình lố kiếm qua. Lý do mình lố qua. Dần lố dần lố dạ, dần. Mình lên kế hoạch mình nói là mình phải mình chơi lâu lâu cái bắt đầu lý do là nhà đóng cửa đồ cái bắt đầu là mình không có về được thì phải xin ở lại. Mấy lần cái mình cứ vậy vậy mà không có thấy nghe ngỏ lời kêu thôi ở lại đi về khuya nguy hiểm cái gì đó giấu luôn dạ. Là đưa tới cái hẻm rồi thôi không có chị ở phòng trọ chỗ nào luôn nói anh dừng ở đó đi anh đi về đi em tự đi vô nghe là trong suốt 7 ngày là cứ phải như vậy đó đúng không dạ sau đó nữa sau cũng thì thời gian lâu nữa lâu lại nhiêu chắc cũng mấy tháng sau mấy tháng sau thì là lâu thiệt trong mấy tháng sau đó là ngày nào cũng phải từ Gò Vấp chạy lên quận 1 hết mà lúc đó không biết sao chắc tình yêu nó mãnh liệt cỡ nào xa cỡ nào cũng đi hết mà đó là ở nhà là ở trong phòng á là ở chung bà ngoại tại có nhiệm vụ là chăm ngoại thì hôm nào mà đi khuya hay về là bà ngoại biết hết trơn bà ngoại nói à mày nha không về mày hôm nay sao mày đi về trễ quá vậy ha cái lén lén cái bữa đó lấy hết can đảm luôn rồi lì lì ngồi sau ngồi ở công viên không chịu về khoảng ba giờ rồi nói thôi trễ rồi cũng xin ở lại rồi mới đầu cũng ngại không cho ghé rồi bắt đầu xin nói mình nói riết cái chị thấy chắc là cũng tội nghiệp cái chị cho ở lại nói ngủ vui không vui ngủ mà không làm gì hết trơn á ngủ chung vậy thôi hai đứa chính thức thì sau đó bao nhiêu lâu thì coi như là thực sự là của nhau mình có sống thử trước không có không? Trước thì cưới thì mấy đứa hai đứa có ở với nhau hơn năm hồi xưa cái lúc mà lần đầu tiên về á quen mới mấy tháng á là đòi về nhà gia đình rồi cũng xác định là muốn cưới vợ thì cũng nói với gia đình là xin về thì gia đình cũng nói thôi để tìm hiểu thời gian đi mình lớn mình tự quyết định thôi thì cái bữa đó là xin về ngày 5 tháng 5 là xin về quê nhà tết nửa năm về quê vợ chơi thì về dưới thì gặp ba má vợ thì thấy thích lắm. Ông bà rất là hiền. Ba thì cứ dặn là con nha, ở dưới quê là khó lắm, đừng có gì để làm cho bác xấu hổ nha. Hai đứa nhớ dặn trước á, dặn trước nhưng mà dặn không nghe lời. Con tim thì muốn dặn nhưng bản năng thì dặn không có được. Ba má cũng bỏ qua cho sức nhỏ. Giờ mới nói ba mẹ biết á, ba mẹ giấu tới giờ luôn. Bây giờ mới ba mẹ mới biết. Dạ đúng rồi, chừng nào phát sóng là ba mẹ sẽ biết. Nhưng mà ba mẹ hiểu, bỏ qua. Mọi thứ cũng xong xuôi hết rồi. Cái giai đoạn mà sống thử vợ có ghen không? Dạ con có giận hờn có nhau giận không? Dạ giận hờn là hằng ngày luôn cứ tại nhỏ quá mà dạ con chuyện nhỏ. Lớn chuyện lớn cũng giận chuyện nhỏ cũng giận trời nóng cũng giận mà trời lạnh cũng giận mà mỗi lần giận như vậy là cái cơn của cổ như thế nào dễ sợ lắm cứ hùng hổ rồi lên rồi có lớn đuổi, tiếng có nào đuổi em không có tới giận là đuổi đi về không đi về đi mà con có gom quần áo đi không dạ không ở lì mình đủ đuổi à đúng không đúng rồi, năm giây mình chịu lôi ra không chịu luôn cái bắt đầu ở lì chùm mình kính hết luôn không đi tôi ở đây lắm cái bắt đầu giận quá không biết làm sao xanh tím mặt cái bắt đầu nghĩ ra cái bắt đầu xách đồ đi bỏ đi ảnh không đi mình đi bỏ đi không đi mình đi nghĩ theo mình coi đi đâu ai nhà xách xe đi thiệt cái bắt đầu mình đặt chạy xuống lấy xe chạy theo kiếm mà lúc đó 1-2 giờ đêm rồi 1-2 giờ đêm 2-3 giờ đêm rồi không phải là kiểu như 8-9 giờ tối mà thường cuối cùng là con có quay về không đó. Nói chung là tại vì con đi ra để ảnh kiếm rồi coi ảnh thương con không á thử lòng thôi đúng rồi tại vì lúc đó là chúa cuối kiểu như là mình đã ở chung rồi đó mình xác định được cái ông này không có thương mình thiệt hay là không cuối cùng thấy cũng quá theo mình rồi đúng rồi nhưng mà bây giờ hai đứa lấy nhau được mấy năm rồi dạ hai đứa mới cưới được 5 tháng vậy đó hả quá son đúng không dạ sau khi hôn nhân là vỡ mộng không có thấy được loài một số tật xấu đáng kể không vỡ mộng toàn tập luôn mới đầu á thì ở sống thử á vợ siêng lắm rồi suốt ngày rồi giặt đồ thấy giặt tay đồ không à cũng nói ủa con thì nói thấy đồ nhiều quá nói em đi ra ngoài tiệm giặt cho nó khỏe chứ sao có giặt tay không em giặt cho nó sạch chứ ra điện giặt không sạch còn bây giờ là hả có máy giặt luôn mà cũng thèm giặt không giặt luôn dạ. Con là người giặt không con lôi kéo lên kêu giặt đồ đi rồi hai vợ chồng cùng leo. Giặt cùng phơi tại vì hồi xưa là thấy là mình chưa kết hôn mình ở mình thì mình tự mình lo mình cố gắng mình lo cho mình bây giờ có chồng rồi mình kiểu như là mình nậm nũng chồng á nũng chồng nó nhẽo đồ ha dạ đúng rồi rồi tật xấu gì nữa vợ thì giống như là cái chuyện vợ biết á mà cũng biết ít thôi mà giống như là mình là rành rỗi lắm mình giỏi lắm á nhiều khi vô nấu ăn á thấy ủa sao cô này lạ ta vô nó
nấu ăn mà không biết nấu gì trơn hết á. Giờ cũng biết nấu nhưng mà kiểu cái cách nó nấu nó không có đúng á, mình thấy mình vừa cũng thương thương cái mình bay vô mình làm hết, dành làm hết luôn. Rồi. Nên là không biết nấu nướng đúng dạ, không? Dạ cũng dở trong việc nấu. Tại hồi xưa là con có nấu cho ba mẹ con có đi mạng thì ở nhà con nấu làm hết. Mà tại vì cái kiểu cách nấu của con khác cách nấu của ảnh, rồi ảnh không chấp nhận được, nó thôi anh làm đi em học theo luôn cho rồi. Rồi nhưng mà nấu cách luôn. Nấu là một chuyện nhưng mà cái món ăn con nấu á, chồng con ăn được không? Lần đầu tiên về nhà mới thật sự luôn nấu một canh bí gọi là đổ chát xíu nó hơi mặn tại con để 4 muỗng muối lần. Một nồi canh hai đứa ăn mà nó để 4 muỗng muối là hiểu giờ. Rồi ăn vô chắc lên máu luôn. Chỉ có một lần đó thôi, còn lần sau là con làm bớt lại, con nhặt nhặt cái vừa lại. Rồi anh hỏi nè, còn trẻ như vậy chắc là hay mua sắm online này nọ đồ có không? Dạ vợ là nghiện luôn. Cứ đang lướt mà Facebook mình lên mình lướt Facebook, mình cũng hay nghiện Facebook, mình lên mình lướt coi có gì mới không, là thấy ủa sao cái cô nào xinh quá mặc đồ đẹp quá, kéo xuống comment liền đó, chốt là giờ bao nhiêu tiền vậy chị, mẫu này có mấy màu là biết rồi xong rồi. Cứ là bắt nhận hàng miết nhưng mà nhiều khi công việc mà đây đi ra ngoài hay là gì đó là không nhận được. Nhưng mà con có mong muốn vợ thay đổi điều gì? Mong là vợ sẽ lắng nghe, nhiều khi lắng nghe chồng nhiều hơn. Đừng có vội quá, nóng quá, sống vội quá. Nhiều khi trẻ hơi sống hơi vội. Giờ con giờ đỡ rồi. Nghĩa là chịu lắng nghe. Đúng rồi. Rồi bây giờ tới em đó. Dạ. Tật xấu anh ấy là gì nè? Tật xấu à? Chồng em là tuyệt vời rồi. Tại ảnh cái gì anh cũng biết chứ. Không rượu bia, không gái gú, không cờ bạc. Rồi là nói chung là người của gia đình. Người đàn ông không có tật xấu luôn. À, có hai lần thôi nhưng mà có hai cái thôi. Thì đó, cái đầu tiên là đi muộn, hồi xưa là chưa cưới giờ dây thun. Dạ đúng rồi đúng rồi, hồi xưa là chưa cưới là 9 giờ, là nhiều khi 8:30 hoặc là 8:45 tớ rồi, còn bây giờ ha 9:30 mới tới, 9:20 9:15 mới tới, còn chờ mòn mỏi. Dạ đúng rồi đó. Con chờ mòn mỏi để mà con đói bụng nữa, chiều con đâu ăn chiều, 9 giờ sau 9 giờ mới ăn. Rồi tật xấu thứ hai là anh ngủ á, tối á ngủ là hai chồng ôm nhau ngủ vậy đó, cái tờ mờ sáng cái mở mắt ra ổng đâu mất tiêu à, ổng đâu tuốt ở dưới chân con, mà ổng xa nhiều vợ hơn cánh tay của con luôn, con không biết nữa, ngủ theo tư thế mà là la bàn đúng rồi, vòng vòng á trái đất lan ổng mà cái đó chắc không phải thật xấu, tại vì ra mình không có kiểm soát được trong cái giấc ngủ mình làm gì. Dạ con mong muốn chồng thay đổi điều gì không? Chồng con hả? Tại vì bây giờ là thời điểm con có hai kiểu nhạy cảm á, cho nên là nhiều khi muốn chồng quan tâm nhiều hơn xíu. Ủa, em đang có thai có em bé à? Dạ đúng rồi. Là được mấy rồi? Gần cũng... tháng rồi. Chúc mừng. Gần tháng. Có bị ống nghén không? Dạ không, con bị nhạy cảm về cảm xúc thôi. Rồi không. Nghén về cảm xúc không? Nó có mấy trường hợp nghén đó con. Dạ. Nhưng mà đừng nghén nóng về tính. Lương thực, nghén về thực phẩm, nghén về mùi vị, dạ. Nghén về cảm xúc, nghén về thị giác nữa. Đúng em biết cái vụ đó không? Nhìn ai cũng muốn ói đó. Thiệt. Nhưng mà trong cái giai đoạn này hạn chế phải kìm lại cái cảm xúc. Bây giờ cô nói nè, con là mới có 22. Dạ. Cái thời điểm này đúng là thời điểm nhạy cảm nhất, mà nhất là bạn này là nhạy cảm về cảm xúc nữa nè. Cho nên là cái gì nó cũng có thể nóng được, cái gì nó cũng có thể buồn được, cái gì nó cũng có thể khóc tự được. Tự nhiên nó khóc vậy đó, nhớ chuyện buồn chính xác. Cái đó nó không phải là do cố tình nha con. Nó là nó bị liên quan đến vấn đề là về cái tâm sinh lý đó, bản năng á, nó ngộ lắm, mình kèm có được. Trong thời điểm này theo cô thì con nên quan tâm nhiều một chút nè, nhịn nhiều một chút xíu. Để đến khi mà sanh em bé ra, như chưa nha, sanh em bé ra còn 1 năm cho cái sự mà đó. Gọi là thay đổi ngược trở lại cái nội tiết tố đó nữa. Mà con mà không quan tâm là bị trầm cảm đó. Phải hết sức quan tâm nha. Rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình. Trời ơi, hai vợ chồng đẹp đôi quá trời quá đất luôn nha. Rồi mời hai em giới thiệu về mình. Em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em là Kiều My. Năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Em làm công việc gì vậy? Dạ, kinh doanh nông sản về tất cả các mặt đậu với lại bột, gạo, đồ. Vậy à? Dạ, bò sỉ. Ngũ cốc đúng không? Dạ, đúng. Mà ở đâu, vậy? Dạ, ở quận 5 ạ. Ở quận 5 phải không? Gần Thuận Kiều Plaza không? Dạ, đúng rồi. Trời ơi, vậy là hàng xóm rồi. Thôi vậy mời đêm nay đi coi kịch ở Chợ Lớn luôn đi. Rồi, mời em. Xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trọng Sang. Năm nay em 28 tuổi. Em hiện đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn luôn. Nói chung là hai vợ chồng em là chung nghề. Coi như là chung nghề bởi vì dễ kiểm soát nhau lắm nghe. Lần đầu tiên hai em quen nhau là như thế nào?
Nói chung là lần đầu tiên á, em quen anh này á, là gọi là không có ấn tượng gì hết á. Mà mình ghim là ổng ghim nữa. Mà quen ở đâu? Tụi em chơi quen nhau ở trên mạng. Thì có cái anh chủ lúc ở đó, ảnh mời em vô. Tháng sau ảnh nhắn tin là ảnh hỏi em thì em có vô đi. Dạo này em đang ế phải không? Cái em quay qua em nói ủa sao biết em ế? Ổng nói thôi vô đi. Lúc này á trai đẹp nhiều lắm. Cái máu ghê, cái máu mà nổi mê trai á. Mê trai á nghe là răng răng em bay vô liền. Em nhắn tin, em nhắn mà cái kiểu dạng như cái bản tính em nó hòa đồng á. Giống như là ai mình cũng thân hết á. Em nhắn tin hồi cái ông này nè, từ đâu ổng chui vô, ổng thả thính. À, người yêu á mà không nhắn tin với mình 6 tháng á, có phải là bị đá không? Em hỏi thả thính như vậy. Trong khi đó em quay qua em hỏi anh ơi, anh im luôn, không trả lời em luôn. Cái giống như là mình là cái con người vô hình vậy đó. Im luôn. Lúc có đó, phải là Sang lúc đó là đang bận coi như là chít chát với những cái phòng khác không? Dạ, tại vì em có thói quen á là em vô một cái group đó thì em thấy là những cái bạn gái mà vừa mắt mình á là em nhắn tin hết. Hết. Dạ, em rồi nhắn thường là thí dụ như là thiên thần là có thật hay là em có bản đồ không, anh bị lạc đường rồi, cái kiểu vậy thả thính vậy. Thì em cũng thấy bạn này thì cũng dễ thương, em mới nhắn là em ở đâu, anh phi châu tới đó. Nhưng mà vợ em thì nhắn tin là em ở quận 12. Rồi em luôn chị, em không trả lời. Em một phát một ba ngày sau mới trả lời. Xa quá đúng không? Xa quá. Là lúc đó là chập hai là em ghim ở trong lòng rồi đó. Chủ trương của em là không quen xa, tại vì nhiều khi em lười quá. Rồi vậy thì làm sao mà các bạn đến được với nhau? Anh trong kể một cái lần up lúc. Cái lớp của em á là được một cái là hay tổ chức ca hát lắm. Để thỏa mãn đam mê á. Thứ nhất là em cũng đam mê hát hò. Rồi em dựa vào cái thế mạnh đó đó để em cưa gái. Thì em thấy chỉ có mỗi vợ em á là dễ thương thôi, đẹp. Mà bắt đầu cái em thể hiện rồi em hát hò rồi cái kiểu là em lúc nào cũng tập trung và em nhìn để em chiếm lấy trái tim. Lôi kéo đối tượng đó. Lúc đó thì em thực sự là em bị ảo tưởng. Em bị ảo tưởng là em hát quá hay. Tại vì thực sự là em hát không hay đâu. Nó không phải nói là dở. Nhưng mà sau này khi em hỏi vợ em á, anh hát có hay không? Thì vợ em nói là anh hát hay lắm. Nhưng mà cái lý do tại sao vợ em khen vậy, tại vì vợ em hát quá dở. Vợ em hát quá dở nên thấy ai hát cũng hay hết. Thì ra là vậy. Dạ. Sau cái buổi hát đó thì đi tăng hai, đi ăn lẩu thôi. Ăn lẩu thì em ngồi đối diện vợ em, mà có cái anh bạn kia anh cũng thích vợ em, ngồi kế vợ em nữa. Nhưng mà vợ em không thích, vợ em đuổi ra. Anh đi chỗ khác đi. Cái buổi dạ, tiệc đó là có uống rượu bia không? Dạ không. Dạ không. Sau tăng hai đó thì tới tăng ba. Tăng ba thì em hỏi là em về một mình vậy có nguy hiểm không? Có cần anh đưa về không? Thì vợ em cái kiểu cũng bật đèn xanh đó. Nói ơi, khuya rồi chị em đóng cửa không có mở đâu. Mẹ em khó lắm, mẹ em dặn nếu mà đi chơi là phải về trước 12 giờ, sau 12 giờ là đi luôn, đi được có về đúng không? Dạ, kiểu kiểu vậy á. Dạ. Thôi để anh tiễn em về. Mà về đâu thì không biết. Rồi coi như là về đó. Em về đó là về quán cà phê. Cà phê em với vợ em nói chuyện tới 3 giờ sáng luôn. Không có gì để nói nữa, mòn mỏi. Thì vợ em bắt đầu mới lên tiếng nói là thôi giờ em buồn ngủ á. Thôi em mình đi ngủ đi. Đó, dạng vậy đó. Rồi, kiểu này vô rồi. Vô rồi. Thì bắt đầu em cũng chở vợ em đi vô khách sạn. Lúc đó em tính bỏ ra. Nhưng mà bỏ ra cái kiểu mà mình đóng kịch thôi, mình cứ tử thế vậy á. Khi mà em bỏ ra khỏi cửa thì vợ em nói anh ở lại với em, tại vì em sợ ma lắm. Đó, rồi thì em ở lại thì vợ em tấn cái gối giữa. Tấn gối giữa thì em hai đứa cũng nhắm mắt ngủ. Nhưng mà cái trong cái lòng em á là em nghĩ là thì lỡ vô nằm mình giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi mình tính sao. Nhưng mà do mòn mỏi quá 3-4 giờ sáng rồi mệt quá rồi ngủ luôn ngủ tới 7-8 giờ sáng dậy rồi vợ em mới khều nó giờ em về em mới tức. Em tức tụi mình mày làm gì sao cái kiểu vậy á. Đối thoại với chính mình. Dạ đó. Dạ nhưng mà khi đó mình lỡ đóng tròn cái vai đúng không, mình phải đóng kịch, đóng cái vai người tử tế là đúng rồi. Dạ. Người tử tế, một thanh niên trong sạch. Dạ đó. Dạ nghiêm túc. Lúc mà chồng em ngủ luôn không làm gì hết, cảm giác em sao? Mình thì nói chung là nhiều khi em ngủ nhưng mà trong lòng như thế, sao không làm gì tôi đi trời. Xong giấc ngủ là thăng luôn tới sáng. Dạ. Rồi khi đưa em về á thì em nghĩ trong lòng anh này tốt. Nhưng mà đâu có nghĩ là ở trong bụng ổng đang gài kế để dụ mình đâu. Thì mình nghĩ trong bụng là anh này tốt. Chắc mình phải tìm hiểu. Ghi điểm đó đúng dạ, không? Dạ đúng rồi. Đâu có nghĩ là ổng đưa em về, tưởng đâu ổng đưa hết đường hết đi về tới nhà đâu.
đường tới nửa đường ông quay đầu xe ông bay về luôn rồi. Ông xa sao sao quá em rồi. Em nói thôi giờ nhà em có việc thôi anh về trước thôi để hôm khác mình gặp sau. Nhưng mà thực chất á là khi mà chạy ra ban ngày như vậy á em thấy da vợ em trắng lắm. Em thấy em thích, em nói trời ơi đúng mẫu người mình rồi. Lúc đó em mới mở lời, em mới nói là thôi anh với em về đổi avatar nhau đi. Tức có nghĩa là quen nhau đó. Đổi avatar thì từ đó là quen nhau luôn đó chị. À vậy đó hả? Trời ơi, cái buổi đầu tiên gặp nó cũng trất quớt quá ha. Không có gì dài gì em quá trời. Là lúc đó em suy nghĩ về giới tính rồi đó. Bạn này cái phong cách bạn, cái style bạn cũng ngon lành lắm. Nhưng mà cái kiểu mà trắng trắng hơi công tử chút, mình đang suy nghĩ là mình có quen nhầm người không trời. Mình đang suy nghĩ cái trắng công nữa. Chị em không công công dạ, đúng, đúng rồi. Rồi cái lần đầu tiên mà dẫn về nhà nữa, vừa dẫn về cái cô người làm á, bà nói Sang ơi sao tao nhìn mày giống BD quá vậy, tự nhiên sáng xuống đi làm tự nhiên tha son chi vậy má, đó môi đỏ chói à. Trong đầu mình suy nghĩ lại nữa, cái giới tính của ổng nó cứ làm cho mình phân vân á, nó có 50-50 dạ, hay không á. Dạ xong cái lúc đầu mà quen nhau lâu á, một tuần dặn một lần giận hơn. Dạ ổng có một bạn rất là thân thì ổng cứ nhắn tin với người ta hoài à, người đó nhắn ông này trả lời, mà mình thì nhắn tin cho ổng á thì ổng không có trả lời liền đâu, thủng thẳng không trả lời. Dạ đúng rồi, em tức mà em ghen luôn. Nhiều khi em mới nhắn tin em hỏi là anh ơi, nhiều khi em không biết em là bạn gái của anh hay là cái bạn đó là bạn gái của anh. Cái người bạn trai kia lý do gì mà em lại bên trọng bên khinh với cái người bạn gái này của em? Dạ tại vì cái người bạn đó là nói chuyện với em á rất là hợp mà, và nói nhiều cái chủ đề lắm. Nói chuyện trên trời dưới đất đủ thứ vấn đề hết á. Giống như là hợp gu á. Còn vợ em thì hạn hẹp hơn, không có nói chuyện cởi mở với em mấy vấn đề đó hơn. Nhưng mà tại vì đa số anh có nói với em đâu. Anh nói với bạn anh không à, anh chặt với bạn anh không à. Chị hỏi cái người đàn ông đó đã có vợ chưa? Dạ bạn đó còn độc thân, bà bằng tuổi em luôn. Nhưng mà, tới bây giờ luôn nhưng, dạ nhưng tới mà... bây giờ luôn. Rồi sau khi mà em test chồng em đó thì á, em có thể bây giờ khẳng định một câu giùm cho chị với anh Thuận là cho yên tâm là cái người đàn ông này 50-50 hay là 100% thuần chủng? Dạ em còn 98%, còn 2%. Nghe thì vẫn còn yên là 2%. Các em là yêu nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ 3 năm. 3 năm. Dạ. Ủa nhưng mà là em có lúc trước khi yêu á là em có thường xuyên về quê của vợ không? Dạ có, về quê vợ là một cái kỷ niệm đáng nhớ. Quê vợ em thì nó không xa lắm đâu, mà nó nằm ngoài đảo á chị. Đảo đó là thuộc tỉnh Kiên Giang. Phú Quý hả? Dạ đảo Hòn Nghệ. Hòn Nghệ. Em lên xe em cứ hỏi hoài, em cứ hỏi là tới chưa em, tới chưa em, sao lâu quá vậy. Vợ em cứ nói chút nữa, gần thấy anh. Sắp tới rồi đó. Sắp tới rồi, cứ vậy hoài à. Thật ra tới nơi là tới cái bến phà, có nhiều cái ghe lắm. Mà cái ghe lớn không mà tàu đánh cá đó. Thì em lúc đó em thấy rất là háo hức, em nói là nào giờ là mình không có đi biển mà đi ra đi cái kiểu tàu vậy, thấy nó cũng lạ thú vị, thử trải nghiệm coi sao. Nhưng mà đợi một hồi lâu á, thấy đằng xa tự nhiên thấy cái chiếc ghe có chút xíu vỏ lãi đó. Dạ mà ghe vỏ lãi như cái xuồng. Dạ cái xuồng ba lá em nhắc nè, bắt đầu em bị tù cảm xúc về hụt hẫng luôn. Trời đất ơi, nghĩ sao đi cái ghe mà cái giữa biển mênh mông vậy. Mà lúc đó là 5 người cộng thêm là cái là cha của vợ em đích thân ra đón. Dạ mà ngồi bao lâu mới tới nhà? Hình như là 2 tiếng đồng hồ. Dạ lên trên biển không? Lên trên biển rồi. Lúc cứ cưới nhau giờ là về được mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Em bây giờ là có thuyền lớn luôn chưa? Dạ chưa. Vẫn vậy đúng không? Dạ nhiều khi em đi đường xa bực bội vậy, nhưng mà khi em thấy cha của vợ em á, thấy chất phác á, thấy hiền, rồi thấy trên cái chiếc ghe nhỏ đó một cái người đàn ông mà lên đên giữa biển vậy để mưu sinh vậy, em thấy thương vợ. Em thấy thương vợ, thương cho gia đình vợ em hơn. Lúc đó là em mới bắt đầu là em bắt đầu có suy nghĩ là cái người này nè mình phải đặc biệt với mình rồi đó, phải chở che. Dạ. Phải bảo bọc. Nhưng... cái tình yêu của hai đứa nó cũng dễ thương đáng yêu quá. Lấy nhau được mấy năm rồi? Dạ được 2 năm. 2 năm có em bé chưa cưng? Dạ có một bé gái. Một bé gái rồi, vậy là 100% rồi. Ở đâu ra mà 2% có nghĩa là gì nữa? Bây giờ tới cái phần em biết cái chương trình Vợ Chồng Son cái đặc sản là gì không? Dạ cái phần gì biết không? Bốc phốt đó. Dạ. Gặp mặt đó sao Sang? Có tật xấu gì không Sang? Thú vị lắm nè. Tật xấu cũng nhiều lắm. Vợ em á thì em nhà em là cái tánh em á là thích gọn gàng, kỹ nữa, mà vợ em thì hay bừa bộn á, em hay kêu là cái này sao em không dọn đi, cái kia không dọn đi, thì vợ em lúc nào cũng hứa hẹn á, trả giá hẹn giờ cũng mà chút đi để chút đi từ từ, mà từ từ là không có làm, mà khi mà em làm á, em làm thì em mới càm ràm.
còn gì tật xấu nữa là thứ hai nữa là hay đem điện thoại vô nhà vệ sinh lắm, là ở lâu lắm đúng không? Dạ ở lâu lắm, như vậy là hại sức khỏe với lại không có được vệ sinh. Dạ lắm. Không phải đâu, tại vì em ngoài cái phụ ổng kinh doanh cái mặt hàng nông sản, còn cái phụ là em kinh doanh online thời trang. Nhưng mà mình phải trực cái điện thoại 24/24 để trả lời tư vấn khách. Thì mỗi lần mà ăn cũng cầm điện thoại, ngủ cũng cầm điện thoại, đi toilet cũng phải đem theo cái điện thoại nữa. Rồi em có ghen với cái điện thoại không? Dạ không, em người thoải mái lắm, em không ghen đâu. Nhưng mà vợ em thì ghen, ghen dữ lắm. Từ lúc mà lấy về á thì Facebook của em á coi như là em không dám like ai hết trơn. Fan nữ là chắc bị unfan hết đúng không? Dạ, có như lắm là không hết. Giảm tương tác á. Hình em đăng thì á dưới có dưới 30 like. Rồi trước khi có vợ là chắc trăm mấy đâu. Dạ dạ, cũng tầm tạm còn vậy. 30. Trai nhắn tin với em thì ổng cầm cái máy ổng trả lời, ổng hẹn người ta ra ổng đòi đánh người ta mới ghê. Mà cái thằng kia sáu múi to con vậy nè, ổng đòi hẹn mày ra đây đi tao quất mày liền. Chị nghĩ cái thân hình vậy ra đấm một phát một nằm sách xả lai là ổng ghen với em đúng không? Dạ. Nhân đây chuyển rồi đó, chuyển qua em đó. Bây giờ tật xấu ổng là gì? Dạ tật xấu thì có cái tính là kỹ kỹ mà tới má chồng em á, mỗi lần mà lên nhà chơi á vịnh cái tay vô tường cúng cho nữa, sợ dơ tay dơ tường. Rồi mỗi khi mà sinh em bé á, tóc em hay rụng á, mỗi lần rụng cái ổng lấy cái chổi ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm, ổng quét, ổng lụm. Em nói trời ơi anh ơi, xin tóc rụng là chuyện bình thường, thì bây giờ đợi từ đây tới tối đi quét cũng được. Ổng nói trời là trời, biết cái tính anh kỹ mà, đi tới đâu tóc rụng tới đó. Rồi có cái tật lảm nhảm nữa, nói cái gì làm, kêu em làm cái gì mà em chưa làm nữa là lảm nhảm lem bèm á, bị bệnh lem bèm á. Dạ có cái tật đó đó. Còn cái tính xấu cực kỳ luôn là chuyên gia làm buổi sáng tới buổi chiều, cái mùi cơ thể á, nó hôi á, rồi cái quần á, ổng đi tắm á, ổng cởi cái quần ra ổng được, ổng chạy vòng cái nhà vậy đó, rồi ổng phải chùm lên, ổng chùm lên cho mình bằng được đó. Cũng tính dạ, thì nhiều khi á mình quẩn á, mình đứng mình coi tivi á thì á ổng chùm lên cái hai tay đứng sọt vậy nè. Còn á mà có cái ngày mà đút cơm cho con ăn á, biết ổng chuẩn bị đi tắm cái liếc qua ông bên rồi chuẩn bị chạy ngược, chạy vòng cái nhà mà ngược chừng nào chồng được cái quần vô cái đầu em thì thôi. Còn thêm một cái tật bệnh nữa là sao? Ngủ nằm mơ thấy em ngoại tình, sáng sớm 4 giờ chui vô góc ngồi lướt cái điện thoại vậy nè. Em hỏi anh làm gì vậy? Em nói tôi nằm mơ thấy cô ngoại tình nè, tôi biết cô nhắn tin với ai, tôi mới nằm mơ tôi thấy cô ngoại tình. Trời ơi mộng ghen. Ông tưởng tượng ông là ông có thằng giao cách cảm á, mộng ghen. Tự nhiên sáng sớm dặn mình vô điều kiện luôn, dặn em là giống như là hai ngày là đi ngang nhau là hay hát cái bài mình bước qua đời nhau á anh. Hát cái bài gì đó đó. Rồi nhưng mà bây giờ còn bệnh đó không? Dạ vẫn còn. Chừng nào mơ mới bệnh nó mơ mà đó. Có mơ thường xuyên không? Dạ lâu lâu thôi. Lâu mơ. Nhưng mà ổng ngoại tình nhưng mà kêu tên con khác là sao? Em không có biết. Không có, ngủ nằm kế em mà kêu mà kêu tên con nào á, em mới giật đầu ngồi vậy. Rồi em có ghen ngược lại không? Dạ không. Vậy là cái tên đó là tên kiếp trước của em đó. Hay quá. Bây giờ em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Nói chung là chồng em hoàn hảo hết rồi, không có cái gì hết. Nhưng mà cái tật lẩm bẩm hay lẩm nhảm á, thì em nghĩ là lem bèm. Thì đó, cái chắc đó, cái kiểu mà không thay đổi được đâu. Bớt cái lem dạ, bèm đi đúng không? Em cũng mong là trên chương trình này anh bớt, anh lảm nhảm giùm em đi. Tại vì á, có con nó khóc vô cái lỗ tai, giờ anh mà lảm nhảm nữa cái là em bảo đảm với anh là tháng sau em đi vô nhà thương điên chắc luôn á. Rồi giờ tới Sang, em mong muốn cô ấy thay đổi điều gì? À, em với vợ em á là dành thời gian nấu ăn nhiều cho em hơn. Tại vì em biết á, là giữ con á, giữ em bé á, thì rất là áp lực, với lại nó mệt lắm, nó cực lắm. Em mong muốn là sau này thí dụ như con của em lớn á thì vợ em sẽ dành thời gian nấu ăn nhiều hơn. Chứ bình thường ăn cơm cơm tiệm không. Ủa con hai mấy tháng? Quải quá. Dạ 13 tháng nó chạy nhảy dữ lắm. Rồi. Đâm ra cái đó là mình phải dành thời gian cho bé nhiều bạn hơn. Bạn này á thì mong muốn được ăn cơm của vợ nấu. Bạn này là mẫu đàn ông của gia đình đó nha. Ăn cơm dạ, của vợ nấu. Nói chung là từ cái lúc mà quen em á là hành hạ em dữ lắm. Đi ăn cái gì là sai em lấy đồ rồi, sai mà giống như là một con ở gì đó. Thì bây giờ cưới là trách nhiệm người phụ nữ, là ảnh là người đứng đầu quản từ, hết. Từ khi mà dạ. Từ khi tới lấy về á là nó bị lật kèo. Bị lật ngược thế cờ đúng không? Là mọi thứ là em làm hết. Tập trung thời gian để lo cho bạn nhỏ của mình. Dạ. Nghe. Và bạn nhỏ lớn lên chút nữa thì cô ấy sẽ sắn tay vào bếp rồi nấu những cái món ăn thật ngon để mà phục vụ cho anh. Đúng chưa? Dạ. Rồi, xin cảm ơn hai em. Cảm ơn tụi em nhiều. Dạ.